Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt cái nơi tu tập của là sư Chí Hải quý cô chú anh chị ơi. Thì trong cái lúc này đây vào buổi chiều ngày 5 tháng 7 thì đầu video Duy Minh cũng xin thông báo cho bà con cô bác một cái thông tin đó là hết sức là vui. Đó là thông tin là đã những ngày qua, trong 2 ngày qua thì đã thấy sư Minh Tuệ để đi khất thực ở một cái một vùng núi, quý cô chú anh chị được người đồng bào dẫn đi khất thực ở những cái nơi mà hẻo lánh, quý cô chú anh chị và rất là an toàn. Mong bà con cô bác cũng là nắm được cái thông tin này là thông tin như mình nghĩ rằng là nó sẽ chính xác quý cô chú anh chị. Thì mong bà con cô bác cũng là yên tâm ha. Thì trở lại đây thì Duy Minh thấy buổi chiều nay là Duy Minh thấy nguyên một cái ngày nay thì sư Chí Hải đã tắm giặt quý cô chú anh chị và phơi y, như nghe nói là nửa tháng hay gì đó là được tắm giặt một lần quý cô chú anh chị. Sẵn đây thì Duy Minh thấy sư đang bên trong đang may y hay là may cái túi sách gì quý cô chú anh chị. Không biết có đúng hay không thì mời bà con cô bác theo chân Duy Minh để đồng vào bên trong tìm hiểu cái câu chuyện như thế nào ha. Ở một vùng quê như thế này thì bà con cô bác có thể thấy là cái không cảnh nó là rất là trong xanh và mát mẻ luôn quý cô chú anh chị. Đó. Có những chim kêu ríu rít và tối chút nữa thì sẽ có những cái tiếng ếch kêu, ảnh hương kêu. Đó, nghe trong là thật là êm tai quý cô chú anh chị. Còn đây là một cái vàng đầu bắp của là chú Sáu, là ba của sư Chí Hải quý cô chú vị. Buổi chiều nay thì Duy Minh thấy là sư đang tắm và giặt y cho nên là cũng không tiện quay cho bà con cô bác cũng xem ha. Đó, thì Duy cũng bên trong thì Duy Minh thấy là sư cũng đang là ma y. Đó, quý cô chú vị cũng vô trong để là ghi hình cho bà con cô bác xem để mai mốt nhiều khi Duy Minh cũng không cần đi may y theo á. Nói vui thôi quý cô chú anh chị ơi, chứ may đồ ở nhà thì Duy Minh may nhiều rồi. Đó. Dạ con chào sư. Ai gì đó Phật. Ồ sư ngày nay mới giặt y đúng không? Dạ vâng. Đó quý cô chú anh chị. Mới giặt y quá đẹp. Y của sư chuyến này nhìn thấy đẹp lắm quý cô chú anh chị. Do chính tay sư và được mẹ sư cũng hỗ trợ. Đó, quý cô chú anh chị. Đây thì cái sư hình như là đang mai cái túi sách quý cô chú anh chị. Cái giỏ. Đúng rồi, cái giỏ đó không sư? À. Đây là một cái tấm ga quen thuộc của sư nè quý cô chú anh chị. Sư Chí Hải ngày xưa thì lúc trước thì sư Chí Hải gặp một cái cơ duyên khi mà đi ra gặp sư Minh Tuệ thì đã gặp sư Minh Nhận quý cô chú anh chị. Và sau cũng cái cơ duyên đó thì hai sư huynh đệ cũng là đi chung trên một con đường hành trình bộ hành 13 hành đầu đà ở miền Tây, cũng đi chung với sư Minh Nhận. Hôm nay thì mỗi người một nơi ở địa phương là tu tập. Nói đến sư chắc con nhắc tới sư Minh Tuệ này chắc là sư Chí Hải có thể là vui, tại vì con cũng mới nghe được một cái thông tin là sáng nay là có một cái hình ảnh mới nữa được người đồng bào người ta quay cái thước phim rất là mờ. Đó là gặp sư Minh Tuệ được là các người dân đồng bào đã dài chẳng thầy đi một cái nơi để là ẩn tu mới. Vâng. Cũng trong cái khu gần đó. Vâng. Thì mỗi ngày sư cũng đều đi đi một nơi mới thì thấy có những cái thước phim mới đó, mà đặc biệt là những thước phim nó rất là mờ, là do người dân dùng cái điện thoại bình thường để quay lại chứ không phải giống như tụi con qua YouTube. Vâng. Thì như thế thì theo sư nghe được cái thông tin đó thì sư cảm thấy như thế nào? Vâng, cũng vui với mừng cho sư phụ có chỗ vậy đó. Dạ. Có
có vợ vậy cũng tốt đẹp. Dạ. Có như vậy thì có thể là Thi là sư không có xem được, nhưng mà có thể là Di Minh cũng có thể là ít nhất là một người YouTube cũng ở đây cũng chia sẻ nhiều cái thông tin để cho là các sư cũng yên tâm tụ tập, để một ngày nào đó thì có thể là hữu duyên sẽ gặp lại các sư huynh đệ cũng là sư minh tại ha quý chú anh chị. Ủa sư sao sư mày cái cái này đẹp chứ hả? Tự suy nghĩ ra hả? À, vâng, với hổm anh ấy họ cũng nói có cái hình bông sen với lại ấy rồi dính với lại ấy đó. Còn mai cho bích chè luôn. Vâng. Gì hả? Chờ không giống ai hết nên họ khỏi bắt lỗi nữa. Dạ, gì hả? Dạ, trong cái gặp cũng có một cái hình ấy ha. Vâng, nên là mình mai là che luôn ha. Vâng. Dạ. Giống như là sư Minh Tuệ hồi lúc mà có một cái video sư cũng có nói rồi. Sư nói là sẽ không mang danh nghĩa của ai trong chùa hoặc là các chùa nào hoặc là như thế nào, cũng không là sư, không là thầy luôn. Vâng. Đó, để là tự do đi khất thực, khỏi phải mang cái hình ảnh để sau này nhiều khi để người ta nói mình lợi dụng để là đi xin tiền này kia đâu đó. Có một cái video mà chắc là sư Chí Hải có nghe chứ gì? Vâng, có nghe. Có nghe là sư đó, cho nên là từ lý do tại sao mà sư Minh Tại không có gọi là sư, cũng không gọi là thầy luôn. Và sư thầy thì cũng do là người dân mình tự gọi thôi, chứ sư không xưng, đúng không mà sư Chí Hải? Do mọi người gọi thôi chứ. Dạ. Kể cả tụi con với anh em huynh đệ cũng vậy, cũng đâu có tự xưng mình là thầy hay sư gì đâu, mọi người cũng kêu. Dạ đúng rồi, tự do ha, tín ngưỡng cho nên là mọi người cũng tự kêu thôi, tự gọi thôi. Cho nên là đến lúc bây giờ thì con thấy những cái câu nói của là sư Minh Tuệ rất là hay. Con cũng thường thường cũng lướt Facebook, lướt YouTube, cũng nghe những cái lời mà sư nói thật là rất là ý nghĩa, rất là sâu xa và hay. Nay là buổi chiều nay thì quý cô chú anh chị ơi, thì sư mai một cái giỏ, phải nói là cái ti cũ mà mới quý cô chú anh chị, hoàn toàn mới luôn ha. Tuy nhiên là hình như là cái gột là cũ đúng không sư? Nhưng mà bên ngoài là cái diện mạo mới nha quý cô chú anh chị. Sư mai nãy giờ lâu chưa sư? Con mai từ tối qua tới giờ. Dạ. Nó chi tiết nó nhỏ nhỏ nhiều quá. Dạ. Nên mình cắt vải với lại mình mai mấy cái với lại nó chồng lên nhau nó hơi cứng á, nên dạ. Mai chậm. Ủa cái vỏ này lúc trước khi mình đi là đã tự có hay là mình? Cái này lúc Phật tử ở ngoài miền Trung á, họ trợ duyên cho anh em huynh đệ cũng mấy chục cái. Mỗi người cái hả sư? Dạ. Con vẫn giữ tới giờ. Dạ. Cái này thì mình dùng đựng để đựng mấy tấm ga với y của mình hay sao sư? Vật dụng cá nhân rồi đó. Vật dụng. Dạ. Kim chỉ, nói chung vật dụng cá nhân là mình có thể để trong tay mang đi khi đi bộ hành đó. Dạ. Thì sư Chí Hải, nếu mà sư Minh Nhuận mà nghe được cái thông tin như vậy thì chắc cũng vui ha. Dạ, dạ. Mọi người nghe được chắc con nghĩ mọi người cũng vui. Dạ. Đó là cái video con hoàn toàn tin tưởng khoảng 99% là đúng sự thật. Tại vì do một cái video, do một cái người dân, người đồng bào quay với cái chất lượng hình rất là kém. Nó giống như cái điện thoại thường thường ta dùng. Người đồng bào thì nói chung là người ta xài không có chạy đua theo là công nghệ. Cho nên là ta chỉ chạy, người ta chỉ mua để nghe gọi và để không cần chụp hình. Nhưng mà đến lúc người ta quay phim lại thì mình cảm thấy những thước phim nó thật á. Vâng. Dạ. Nếu mà đúng thật sự vậy thì tốt đẹp, mọi người cũng yên tâm chứ. Dạ. Giờ cũng thật sự trong lòng cũng không biết là sư phụ như thế nào. Nhưng mà sư cảm thấy bây giờ là vui không? Vui, con nghe khi sáng là con vui tới giờ luôn. Dạ. Yeah.
Khi mà nghe sư Chí Hải nghe mà nhắc về là sư sư Minh Tại cũng là sư Minh Nhuận thì rất là vui với chúng vị. Tại vì Kiểu như mình thì được có nơi có chỗ ăn ổn, thấy sư phụ đó không biết là như thế nào nên là cũng 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 hơi lo lắng, nhưng mà nghe được thì mừng lắm. nghe sư Chí Hải nói là muốn rơi nước mắt luôn, quý vị thấy đôi mắt của sư là thấy muốn đỏ luôn, đúng không sư? con Thấy thấy sư con phụ thấy vui sư là đỏ mặt, đỏ mắt không dám nhìn luôn á, vô camera luôn quý cô chú anh chị. Nghe được cái thông tin của là sư Minh Tại được là như thế thì rất là vui đó. Thì con cũng xin cầu nguyện cho tất cả các sư luôn, những ai mà tu hành chân chân chánh thì được các người dân bọn cô bác mình trợ duyên ha. Hy vọng rằng là mỗi ngày sư Minh Tại cùng với các sư cũng đều học thêm những cái gọi là những cái pháp của Đức Phật dạy, mỗi ngày càng càng tiến xa hơn nữa nha sư. Dạ vâng. Dạ. Sư thì đang học 250 giới đúng không sư? Dạ vâng. Nhưng mà thì cũng đang quá trình học tập với các chú chị thôi. Ngày nào thì nhớ thêm giới nào thì hay giới đó, chứ vì mình nghe cái là muốn ốc cục mà nổi rồi đó. Chứ 250 giới mà mỗi cái một giới nó phân chia ra nhiều giai đoạn rồi nhiều cái gọi là nhiều cái ý nghĩa nó quý cô chú anh chị, nghe tới là mình cũng hơi ớn rồi đó. Tại vì mình không không khéo không hiểu là nó sẽ mình hành theo không đúng là sẽ tội lỗi với chú vị, sẽ tội. Cho nên là như mình cũng cầu mong cho các sư cũng được là thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, ngày càng là tu được nhiều giới, làm y theo những cái lời dạy của Đức Phật. Hôm nay thì con cũng xin báo cái tin vui cho sư, là giờ sư chứ hả, giờ mình ấy xong luôn đó hả sư? Vâng, con còn cái quay nữa, và Dạ còn cái còn hoài cái ha. mấy đường nữa Dạ là vậy xong sư rồi. sư hôm nay đi, cái con quay sư tự nhiên đi, sư cứ làm tự Dạ vâng. nhiên. Dạ. Đây là những ở đây như mình nghe nói ở đây có cái miếu cũng cái miếu có cũng nguồn gốc lịch sử, chắc hôm nào chắc mình qua đó mình chia sẻ thử cho bà con cô bác xem ha, để hỏi người dân ở đây coi nó có cái lịch sử gì không với cô chú chị. Nghe nói có miếu cũng linh thiêng lắm ở nơi khu vực này, ngày xưa thì cũng dữ lắm quý cô chú vị, cái nguồn tích cũng dữ lắm. Chứ do là sư sợ cái chỉ dài để là mai được dài quý cô chú anh chị. Nên là cái dưới giả lại là mai thêm một khoảng nữa, làm như là hai ba lớp giải á, cho nên là nó hơi khó một tí xíu. Như mai cái bữa trước thì sư Chí Hải mai cái y tạm đó đó quý cô chú anh chị, thì mai nhanh tại vì mai có một lớp mà, cho nên là dễ dễ xỏ. Ở đây là có nhiều bà con cô bác cũng thắc mắc ở nơi đây là cái nơi nào mà sư Chí Hải lại ở đây, thì nói cho bà con cô bác rõ luôn, đây là cái nhà mồ của ông của sư Chí Hải đó quý cô chú anh chị, ông nội nha.
Đó. Ông của sư Chí Hải. Rồi được cái nơi đây thật là ấm cúng luôn, cho nên là mỗi khi mà Duy Minh nhắc đến những sư huynh đệ của sư Chí Hải cũng như là sư Minh Tuệ thì sư Chí Hải xúc động hồi nãy là muốn rơi nước mắt, không dám nhìn lên camera của Duy Minh luôn quý anh chị, đôi mắt đỏ e luôn. Mong bà con cô bác xem video thì đừng tiếc like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh để Duy Minh có động lực chia sẻ mỗi ngày cho bà con cô bác xem, và có những cái thông tin gì mới là mình cũng chia sẻ cho các sư để hiểu biết thêm, để là an tâm, để là tu tập quý cô chú anh chị. Cũng như là các sư huynh đệ với nhau mà nghe được như thế thì cũng yên tâm để là mình tu tập, nó không có bị gàn buộc quý anh chị, nó thoải mái cái tâm lý. Thì con chào sư, con để cho sư mai ha. Mô Phật. Cái như vậy rồi mình sẽ đi ra đây để là chia sẻ cho bà con cô bác cái hình ảnh công viên bên ngoài ở nơi đây. Trên đây thì mình thấy có một số đất của người ta chưa có ấy là quý cái gì, chưa có xạ lại, còn đất này thì đã xạ rồi nè, trong chú Sáu bơm nước hôm dài thì tốt quá quý cái gì, nhưng mà con cái hơi thưa nha. Ở đây là cái khu vực cấy á, cho thưa đó. Ngoài kia ngoài lộ thì xa lắm, cũng gần cả cây số á, cả cây số với cái chuyện xa lắm á. Bên đây thì như mình thấy để ý ở đây á thì mỗi nơi á thì lâu lâu á sẽ có một cái gò ở ngay chính giữa của cái chuyện gì, cái gò giống như cái gò đất vậy đó. Nhưng mà theo như mà cái kinh nghiệm của Duy Minh, nếu mà ở quê Duy Minh á sẽ không trừ cái gò mà cỏ hay là đất ở ngay giữa nghe quý cô chú anh chị, tại vì cái nơi đó để như vậy á thì dễ bị mà chột á, chột với con này con kia nó ở đó, nó tập trung ở đó nó dễ phá lúa, cho nên là ở quê của Duy Minh là sẽ không trừ mấy cái gò đó, người ta bằng cách cả nào người ta cũng hốt cái đó đi hết quý chú anh chị. Ở đây thì khác ha, mỗi chỗ thì mỗi khác, nhưng mình chỉ nói dùng của mình thôi. Ở quan niệm ở làm ruộng ở quê Duy Minh là như vậy, còn ở đây thì không biết như thế nào. Thì thôi, video buổi chiều nay hoàng hôn đã buông xuống rồi quý cô chú anh chị ơi. Duy Minh chúc cho tất cả bà con cô bác trong và ngoài nước, bà con cô bác láng giềng ở gần khu vực của sư Chí Hải luôn 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 lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và làm ăn thì ngày càng phát tài phát lộc, để là có những cái đồng ngang có thể là giúp ích cho người nghèo cũng như là giúp cho gia đình con gái của mình ăn học đến nơi đến chốn, để là giúp ích cho là tương lai đất nước giàu mạnh hơn nhé quý cô chú anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo. Bà con cô bác đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Xin chào bà con.